kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn ẩn một hoặc là nhiều cái video mà các bạn đã đăng ở trên TikTok nha. Để làm điều này, các bạn hãy mở ứng dụng TikTok của bạn ở trên điện thoại lên. Sau khi mở ứng dụng TikTok lên xong thì các bạn sẽ chạm vào chữ hồ sơ ở phía dưới góc bên phải màn hình điện thoại của bạn. Sau đó thì ở đây là những cái video mà các bạn đã đăng lên trên TikTok. Thì các bạn muốn ấn bình luận của một cái video nào đó thì các bạn sẽ chạm vào cái video đó. Sau đó các bạn sẽ chạm vào cái nút ba gạch ngang, ba chấm nhỏ ở phía dưới góc bên phải màn hình điện thoại của các bạn nè. Nút ba chấm ở đây. Sau đó các bạn sẽ kéo từ từ ở phía dòng này, ở cái dòng này các bạn kéo từ từ sang bên phải và các bạn chạm vào chữ đó là cài đặt quyền riêng tư nè. Các bạn chạm vào chữ cài đặt quyền riêng tư. Sau đó thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là cho phép bình luận nè. Thì các bạn ẩn cái dòng này đi, các bạn ẩn cái dấu tích màu xanh này đi về màu đen như thế này, thì cái video này người ta sẽ không bình luận được ở trên TikTok nha, chỉ mỗi cái video này thôi. Còn bây giờ mình sẽ ẩn cho chỉ cho các bạn cái cách để mà các bạn ẩn nhiều cái video cùng một lúc. Các bạn quay trở ra, các bạn về cái phần hồ sơ của bạn ở phía dưới góc bên phải màn hình điện thoại của bạn nè. Sau đó các bạn sẽ chạm vào cái nút là ba gạch ngang ở phía trên góc bên phải đó, bạn chạm vào nút này. Sau đó thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là quyền riêng tư nè, các bạn chạm vào đây. Sau khi chạm vào chữ quyền riêng tư xong thì các bạn sẽ chạm vào chữ đó là bình luận ở phía dưới nè, các bạn kéo xuống và các bạn chạm vào chữ bình luận ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ chạm vào chữ là không ai cả, thì không có ai có thể bình luận được cái video này của các bạn. Và nếu như mà các bạn chạm vào chữ bạn bè thì những người là follower và bạn bè của bạn thì mới có thể bình luận được nha. Còn nếu như mà chạm vào không ai cả thì không có ai có thể bình luận ở trên video của bạn. Ok, thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn ấn bình luận của một cái video hoặc là nhiều cái video mà các bạn đã đăng ở trên TikTok. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh mình xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.